Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là chương trình review những tình tiết mới nhất của chúng tôi về bộ phim Lối nhỏ vào đời. Dũng lật mặt con dâu của ông Thành. Ông Thành sống phúc đức, nhân hậu là thế, nhưng về già lại gặp phải toàn người chẳng ra làm sao. Cậu con trai thì nhu nhược, không có chính kiến. Đã thế cả hai lại hay lục lọi, tha đồ ăn trong tủ lạnh mà bà Liên chuẩn bị cho ông Thành về nhà. Thậm chí khi bố chồng đưa tiền cho bà Liên, cô con dâu nghĩ ngay tiếng xấu cho ông Thành rằng mang tiền đi cho gái. Con cái khổ cực vay mượn lại không cho, cô con dâu lo mất của nên đã dựng lên chuyện vợ chồng bị hiếm muộn để có cớ xin tiền ông Thành. Nhưng bị Dũng phát hiện, đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Người đời có câu, một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng 10 con chưa chắc đã nuôi được một mẹ. Câu này đúng với những ông bố. Ông Thành vất vả cả đời, nài lương đi làm kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con. Trong khi vợ ông Thành là người hiểu chuyện, chịu thương chịu khó, miếng ngon đều dành hết cho chồng con, để rồi ra đi sớm vì bạo bệnh. Một mình ông Thành đủ tuổi tuổi về già khi đã nghỉ hưu. Tuy chỉ có một mụn con, dành hết yêu thương cho con trai, nhưng cuối cùng, cái ông Thành nhận lại chỉ là sự vô tâm, ích kỷ của con cái. Trò đời, được vợ mất chồng, đây lại được cả đôi. Nếu ở cậu con trai ông Thành là kẻ vô tích sự, chuyên bị vợ xúi giục, điều khiển, thì cô con dâu của ông Thành cũng là người tính toán mưu mô, chỉ chăm chăm, làm sao soi mói được tiền của nhà chồng. Ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm, tôn trọng bố chồng, nhưng thực chất là hỗn láo từ trong tâm. Ban đầu chỉ định bòn rút vài chục triệu từ ông Thành, nhưng sau khi cô con dâu tận mắt nhìn thấy ông Thành cầm tiền đưa cho bà Liên, đã hoàn toàn thay đổi ý định, không thể để bố chồng mang tiền cho người đàn bà khác. Con dâu ông Thành bàn với chồng, cũng như định qua mặt lừa ông Thành một vố đau. Lấy cớ sang xin lỗi bố, cô con dâu lại đá sang chuyện khác. Hôm vừa rồi, em mới đi gặp bác sĩ để lấy kết quả. Bác sĩ bảo vợ chồng mình hiếm muộn, muốn có con phải chạy chữa, mà nghe đâu gần cả tỷ. Anh chồng há hốc mồm với độ bốc phét của vợ. Trong khi đó, ông Thành lại cho rằng, chuyện con cái không phải cứ mang tiền ra là nói được. Vợ chồng lấy nhau đã lâu, không có một con cũng buồn. Vẫn biết vợ chồng còn trẻ, nhưng cứ ỷ y không tính, để quá lứa lỡ thì muốn có cũng không được. Ông Thành có mỗi thằng con trai nên cũng mong ngóng có cháu bồng cháu bé. Tuy nhiên ông vẫn tỉnh táo hỏi lại cô con dâu, mà anh chị định lấy ở đâu ra số tiền lớn như vậy? Cô con dâu chỉ chờ có câu nói của ông Thành để cô môn múa mép. Thì bọn con cũng có một ít, nhưng thực sự chẳng thấm tháp vào đâu, bố cho bọn con vay. Dù gì bố cũng chỉ có bọn con vay tìm cháu nội về cho bố, chứ cũng chẳng phải làm ăn chơi bời gì. Ông Thành biết ngay lại là tiền. 10 bữa sang nhà là 10 bữa nhắc tới tiền, chả bao giờ tự nhiên mà con cái lại về thăm bố già. Cũng chẳng được một câu hỏi han tử tế, ông Thành nói thẳng mình không có. Con cái là lộc trời cho, vẫn biết là cần chữa chạy, nhưng anh chị cứ sống tốt bổn phận làm con của mình đi, thì ông trời mới thương, mới chiếu cố được. Con dâu hỗn hào đáp lại, nói như bố thì các bệnh viện đóng cửa hết rồi. Thôi, nếu bố tiếc với con, với cháu, thì để bọn con tự lo ạ. Nói xong, vợ chồng con trai ông lại bỏ về. Có vẻ hậm hực, vì nghĩ ông Thành không tiếc tiền với người phụ nữ khác mà lại tính toán từng đồng từng cắt với người trong nhà. Vừa ra đến ngõ, gặp ngay Dũng đang đến nhà bác Thành. Cậu nhận ra đây là con dâu của bác Thành, vì lần trước khi Dũng đến nhà bác ăn cơm, có nhìn thấy cô con dâu đến thăm bố chồng, nhưng không vào nhà, chỉ đứng ở ngoài cổng nói chuyện gì đó. Cô con dâu còn biếu bố chồng một túi sữa chua hết hạn. Lần này cũng vậy, Dũng vô tình nghe được vợ chồng con trai bác Thành tỉ tê với nhau. Cô vợ nói, đã lôi đến chuyện con cái để bố chi tiền ra mà không được. Em không hiểu bố nghĩ gì luôn, trong khi mang tiền đi cho cái thì được, còn vợ chồng mình thì đói khổ không ngó. Anh chồng vặn vẹo, ai bảo em hết giá cao quá, người ta nói vài chục hay vài trăm gì thôi, bố lên cả tỷ, chẳng trách ông cụ không cho. Dũng nghe qua không hiểu đầu đuôi sự tình thế nào,
nhưng biết chắc vợ chồng anh này không phải con cái tốt. Cô con dâu thậm chí còn muốn lừa tiền của bố chồng. Ngoài có Dũng là người bầu bạn, ông Thành còn có bà Liên là bạn tri kỷ. Hai ông bà là thân già tìm niềm vui ở nhau, quan tâm nhau lúc trái gió trở trời. Ngay đến ngày giỗ của vợ ông Thành, bà Liên cũng sang góp một tay giúp ông làm mâm cỗ. Vợ chồng Phong không những không đụng tay lo liệu việc làm giỗ cho mẹ, đến ngày chỉ việc vác xác về ăn, cũng lên tiếng chê bai bố đủ điều. Ông Thành không phải tiếc tiền mà không làm cho vợ được mâm cơm tươm tất. Chẳng qua, ông muốn làm những món ưa thích ngày xưa của vợ. Món ăn tuy dân dã, đơn sơ, nhưng chứa đựng tấm lòng của ông ở trong đó. Con cái chả hiểu, còn nghĩ bố tiếc tiền. Vì nói vài câu đã đùng đùng bỏ về. Quái oan thay, cô con dâu lại tình cờ thấy ông Thành đưa tiền cho bà Liên. Cô con dâu đã vội vã quy chụp bố chồng, đưa tiền cho gái, nhưng lại tiếc tay với vợ chồng cô. Cô bơm vào đầu Phong những suy nghĩ điên rồ và sai lệch, để Phong sang nhà nói bố không ra gì, thậm chí còn hỗn láo với ông Thành bị ông đuổi về. Sai lầm ai cũng có, quan trọng là bài học nhận được. Nhưng đối với thằng con trai ngu dại của ông Thành, không biết cái dây kinh nghiệm nó giúp xài tới nhường nào. Chưa dừng lại ở đó, Phong còn nhiều lần tự tiện sang nhà bố, lục lọi lấy đồ ăn ở trong tủ lạnh để ăn thỏa thích mà không biết đó là đồ bà Liên chuẩn bị cho ông. Chứ không một người tàn tiện với bản thân như ông Thành làm sao có thể hoang phí mua đồ ăn ngon như vậy được. Phong còn đang nghĩ vì thương bố một thân một mình không ai chăm lo, nhưng nhìn bố với đống đồ ăn ngon ở trong tủ, anh lại thay đổi, cho rằng bố có sống tốt hơn cả mình, ăn ngon ngủ kỹ thì có gì phải lo. Thế gian được vợ mất chồng, đằng này vợ chồng của Phong lại cá mè một lứa. Chồng đã không ra gì, lại gặp một vợ quá đời quá thể, chỉ chăm chăm vơ vét của nả ở bên nhà ông Thành về nhà mình, còn xúi chồng lấy hết đồ ăn của bố, nói là do bố ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng thực chất là muốn ăn sẵn, không muốn bỏ tiền ra. Dũng vào gặp bác Thành, thấy bác buồn thiu, biết ngay đang có tâm sự. Cậu kể chuyện hồi nãy gặp vợ chồng con trai của bác ngoài ngõ, vạch trần bộ mặt thật giả tạo con dâu. Thực ra, không cần Dũng nói, ông Thành cũng quá hiểu tính cách con cái trong nhà như thế nào. Đến ngày giỗ của mẹ, mỗi năm chỉ có một ngày, mà con cái còn không đụng tới một móng tay, lúc nào cũng huyện cớ bận, xong lại chê bai cỗ sơ sài. Hay đến lần mua cho ông Thành mấy giờ sữa chua hết tát, cũng là cái cớ để sang mượn tiền của ông. Ông Thành không phải tiếc tiền với con, nhưng con ông không hề biết trân quý đồng tiền mồ hôi nước mắt cực nhọc ông đã làm ra, tiêu xài một cách phung phí. Năm lần bảy lượt để bị lừa, ông muốn cho con thấy được giá trị của đồng tiền mà chăm chỉ làm ăn, bớt ảo tưởng về việc làm giàu không khó, hay những phi vụ béo bở nằm sẵn đợi sung dụng. Ông Thành và Dũng là hai thế hệ cách xa nhau, nhưng lại cùng trong hoàn cảnh giống nhau. Cả hai đều cảm thấy đơn độc, một người về hưu, một người được con cái quan. Một người về hưu không được con cái quan tâm, xách xe ra đường để kiếm tiền làm thêm, hoặc để có người nói chuyện. Một người có ông bố giàu có nhưng lại bận trăm công nghìn việc, không có cả thời gian ăn với con bữa cơm. Ông Thành và Dũng ban đầu là những khách hàng và xe ôm, dần dần họ trở thành người nhà. Những chuyện không tâm sự được với bố, Dũng đều nói hết với bác Thành. Tuy ở hiện tại, mối quan hệ giữa Dũng và bố đã được cải thiện, hai người đã vui vẻ, thấu hiểu và gần gũi nhau hơn. Nhưng đối với Dũng, bác Thành vẫn là người bạn không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mình. Liệu rằng ông Thành sẽ làm gì để dạy dỗ đứa con lớn mà không có hôn của mình? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!